Nam mình không thể làm hết được. Khét ra hết này. Cạo ra hết luôn. Mẹ này nhiều bước em lên chân là tốt hơn. Đâu? Ô nhổ khó lắm, bữa nãy giật giật giật. Nó mít lại rồi là không có bao giờ là được. Chắc này nước quá hay rắn. Cái bữa cào nhanh lắm này. Nước chưa tới. Cái mặt nước chưa... Nước nhiều chỗ là nước chưa tới. Cái chỗ đủ khắc á. Ai chào. Cào nhanh lắm. À, bảo nhà chú nhận bữa nay nghỉ à? Vâng. Ông Hải huy động lắm cái gì, có con dê mà ông Hải huy. Ông mặn kinh gì không? Đường thì này, không huy động thì cũng phải đến thôi mà. Quan trọng là vôi vôi đi ăn là chính. Bảy anh dạ. Hôm qua là nước muối hôm nay sớm trình xuống mà đó. Trình xuống nhưng mà. Nhưng mà anh chú làm cũng được nhé. Đi làm mà câu thì đi có một mấy cái làm đấy rồi. Anh Nguyên nhở? Ơi. Làm thì thôi. Giờ bắt làm dê này. Dê chịu hết. Này, cứ đi cạo thôi mà. Cạo là thịt xong. Cạo tốn thịt rồi. Có thân nhận trong lạnh mà cũng cả. Tao với bác sư cho bạn. Ông quay không giờ, tôi nói à. Mày đã có này. Chưa từ đó chưa ăn mẹ lòng chưa chia sẻ phát ra à cái đấy ông chưa thảo ấy ông là chim là chim trên Facebook vâng mà không thấy chỗ nó hiện lên à bây giờ chính sách mới của YouTube là 1.000 người đăng ký mới được live stream trên điện thoại di động. Chưa kịp biết là mình vừa mới đòi biết thôi chứ. À thế đúng rồi. Thế là anh phát ở trên YouTube thôi. Đực dài tổ. Chưa được chị. Con dê này có được con dê mẹ không anh? Sẽ được cậu sẽ được. Đây là gọi là dây cụ, dây cụ rồi. Ồ, dây cụ rồi. Còn là cái dái to gì cơ mà. Rồi, đúng rồi, cái dái kinh khủng. Ngâm rượu rồi đấy. Ngâm rượu được rồi đấy. Ngâm rượu. Còn đây cái thằng chẳng nhẹ gì mà chết. Đó là lâu rồi. Nó mỏi là phàm rượu, đổ vô ra, đổ vô mai uống, đổ vô mai uống. Rồi, đứng lên kèo. Cái đáng đi mà bỏ vô bình rượu tất tất cả hai cái gì này chú nhờ. Bình bình được. Còn là chín không có riêng ngâm riêng trong ngâm riêng riêng
đang đặt ở trên Lazada. Cầm cái đấy rất dễ. Đúng rồi. Đáng tốt. Đúng rồi. Còn mấy cân anh ạ? Bao nhiêu? Còn mấy yến ạ? Yến gì? Có 27 cân thôi. Vâng.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Rất mong quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.